Tất cả loại Vario 125 xe này zin nha. Chưa có làm gì hết. Khác biệt cho anh em xem. Con này quá đông. Đây, đến cái Vario full bô xăng lửa cho anh em. Cái này là nồi bô xăng lửa ECU hết luôn. Đỉnh luôn. Ừ, 90 trăm ga 160. Quay quay cái địa chỉ à. Đây là đồ TPK anh em. Rồi rồi, giờ lắp cái nồi vô cho test rồi. Test cái Vario 150. Xe này lên full nồi bô xăng lửa. Cái bánh lớn Russian Boy anh em. Đó, bánh là 17 luôn nha. Thì bố là xo chuông làm hết luôn, bay bay nước độ lọc gió qua ECU Apitech TDR có gió lớn hồng xăng mô bên sườn Uma bộ Horat nè. Xe này lên mớ ốc, ốc màu, hình như là xe Thái rồi. Giờ mình lắp vô, mình test thử cho anh em xem nha. Cho xăng nó chậm, hàng không yếu xăng uống dư xăng nữa đều là với xe mình chạy đúng không. Em có cần yêu cầu là đây đâu vết hay gì canh xăng lấy xăng thì liên hệ mình nha. Đây, mình đã đi
Rush. Phun bôi xăng lửa anh em. Nó lớn rồi. Rồi ok anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Rồi, buổi sáng cùng anh em khách bộ ba Corot. Đây phun nồi bô xăng lửa, cái này phun nồi lọc gió bô, cái này xăm hai dinh dinh. Tắt đi để nguội mở nồi. Trong nhà chia thắt 300 chuẩn bị cả máy làm dên, hai miếng dên làm hết luôn. Đây cục máy 300 sau khi đã ra đây. Lên đầu lòng đó. Hư miệng rồi. Đổ nồi nó sắc 300. Ok anh em đã xem clip nha. Thank you.